Yes. Start the game đầu tiên, already. Điều cuối cùng buổi tối hôm nay. Vòng loại 1 của thể loại vòng loại 1 của giải đấu AOE CD Plus Champion 2020 với thể thức xen tự do. Vòng 1 sẽ là đánh chạm bài. Và đây là cặp thi đấu giữa hai game thủ Nguyễn Ngọc Cường và game thủ Huỳnh Anh Ngọc Vũ. Game thủ có cái tên rất đẹp. Thôi đóng BG cũng được, gỗ đầu cũng không cũng rất gần này, có cây 75 ở đây là ok rồi. Trận này hiêu cũng rất đẹp này. Đánh bài tàu thì cũng không phải là quyết định tồi đâu. Họ gặp một sư tử, không sao. Một bài rất khung cho xe của game thủ Huỳnh Anh Ngọc Vũ. Và những cái bài khung nhiều rừng như này thường rất đói đồ ăn. Trận này thì nông dân đi dò một vòng rồi, thấy mỗi con sư tử rồi, không thấy cái gì khác cả. Đây, phía trên này có một đàn hiêu và một con voi. Nó chuẩn bị triển khai dân lên trên đàn hiêu thôi. Triển khai dần thôi, bầy hiêu này nó khá là xa. Như vậy là dắt con voi xa về. Vẫn đang chưa kéo dân lên để ăn cái đàn hiêu phía xa đấy. Đánh câu con voi về trước. Bài này mình nghĩ nên đánh 26 dân. Đánh 26 dân ép đời cho nó chuẩn chỉ. Ồ, 24 dân thôi à? Đánh 24 dân. Vẫn đang câu con voi về. Vẫn đang... À, như vậy là bầy hiêu này ăn... Game thủ Huỳnh Anh Ngọc Vũ, xin lỗi các anh em, là game thủ Nguyễn Ngọc Cường đang ăn. Nguyễn Ngọc Cường ăn bầy hiêu này rồi. Với bằng này đồ thì làm sao game thủ màu 6 lên đời được nhở? Bằng lên được mà, nhưng mà yếu lắm. Bãi quả chính thì gần hết rồi. Đời như này lực sẽ là rất yếu. Mình nghĩ là lên đời xong dư khoảng 100 thực. BB BM và BA luôn. Lực cái này thì yếu lắm, lên xong không lên được chặt gỗ đâu. Chắc chắn nó không phải lên được chặt gỗ. Này, hết thực rồi này. Bao nhiêu thực? 100 thực. Không thể lên chặt gỗ. Bằng lên đời xong, kích đời xong thì dư đúng 100 thực. Chặt gỗ lên muộn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về lượng gỗ của game thủ Huỳnh Anh Ngọc Vũ ở trong trận thi đấu này. Tuần này có lẽ game của Nguyễn Ngọc Cường 26 dân. Vâng, hình như còn chưa đào vàng thì phải. Chưa đào vàng là đang làm tuần solo cùng giờ rồi. Nguyễn Ngọc Cường lên đời rất là muộn. Và lên cách xa là khá nhiều đấy. Một bài sen hình như sang 8 thì phải. Không biết có phải là cho chết dân hay không nữa. Không chết dân mà lên khá muộn. Như vậy là khả năng rất cao trận solo cùng đến từ cả hai. BA. Một trận solo cùng rờ rồi. Vâng, chiều end đời từ game thủ Nguyễn Ngọc Cường. 3 nhà BA thôi. Bài lực yếu, không phải đánh hơn được. Kia phải tập trung ra quá nhiều ruộng. Tuần rò tiền mình có mình sẽ đẩy luôn. Mà không có lý do gì không đẩy khi mà mình là người đợi sớm hơn. Cần chú ý những tên đóng BE nha. Đây rồi, nhưng mà này kín. Bằng nhà cái thủ Nguyễn Ngọc Cường như là một cái bài kín thì phải. Bò khá cứng. Tuần rò tiếp theo, ruộng bắt đầu nhiều hơn rồi. Dân ra sửa. Một dân nằm xuống. Hai dân. Ba dân. Một tuần vẩy em bên trong. Quân game thủ Nguyễn Ngọc Cường đâu hết rồi. Tên này khả năng cao sẽ lọt vào. Rồi có tên R thứ ba rồi. Sẽ là lào vào. Tầm này game thủ Nguyễn Ngọc Cường vừa ra tên R đầu tiên thôi. Có 3 con à. Như vậy Nguyễn Ngọc Cường này có 1. Bài lên vừa muộn vừa yếu. Đánh có 3 nhà BA thôi. Nó chính xác là 4 nhà BA nhưng một con nó ra muộn thì phải. 1-0 cho game thủ Huỳnh Anh Ngọc Vũ trong trận hiếu này. Một bài mà anh ép kiểu đúng là tròn đồ luôn. Vẫn có chiến thắng. Thì bài game thủ Nguyễn Ngọc Cường còn lên đời muộn hơn nhiều cơ.